Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Kính chào quý khán thính giả. Tôi là Minh Trước, thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Trong 3 tháng qua, chương trình Hạnh phúc từ đâu của Trung tâm vẫn được tiếp tục trình chiếu trên đài SBTN dù đại dịch Vũ Hán hoành hành. Hôm nay, tình hình đã khả quan nên chúng tôi bắt đầu thu hình và trình chiếu những shows hoàn toàn mới. Bài chia sẻ hôm nay của chúng tôi có tựa đề là Câu chuyện cái thang máy do Mục sư Trần Nhật Thăng biên soạn. Kính thưa quý vị, tôi nhắc lại câu chuyện để giúp mọi người hiểu rõ hơn việc vào thiên đàng. Giả sử, chủ nhân của một ngôi nhà chọc trời thông báo rộng rãi cho mọi người rằng ông cho phép và hoan nghênh bất kỳ ai muốn lên sân thượng tòa nhà đó để tận hưởng toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố hoàn toàn miễn phí. Giới hạn duy nhất là mỗi người chỉ có 80 phút để đi đến sân thượng. Thông báo cho biết cách lên sân thượng đó như sau. Nếu muốn lên sân thượng, quý vị phải vào trong chiếc thang máy này, phải bấm vào nút T, không cần làm gì thêm cả, quý vị đến sân thượng và sẽ đạt được ước mơ. Những người sống ở rừng rậm Phi Châu, chưa từng ra thành phố, chưa bao giờ biết đến thang máy, sẽ cho rằng lời kêu gọi đó thật ngớ ngẩn. Ai lại đặt lòng tin vào một cái thùng kính mít như vậy? Vô lý, đáng nghi ngờ lắm. Tự mình không leo lên, không bước lên, làm sao có thể lên đến sân thượng được? Dù mạnh hay yếu, ai cũng có chút năng lực mà. Mình phải cố gắng bày tỏ thiện chí của mình, thì chủ nhân ngôi nhà chọc trời này mới thấy tấm lòng của mình. Vì vậy, quyết định có vẻ hợp lý nhất là cố gắng hết sức mình, quyết tâm, bền lòng, bền chí sẽ đạt được ước mơ. Nhiều người bắt đầu vào cuộc. Có người nhảy một lúc 2-3 bậc thang, có người chạy thay vì đi, có người yếu hơn cứ kiên trì bước từng nấc thang. Rồi 80 phút trôi qua, kết quả như thế nào? Chẳng một ai leo lên được đến sân thượng vì còn quá cao. Chỉ thấy những người đang mệt nhoài, thở dốc, gục ngã hay bỏ cuộc trên các bậc thang. Họ không tin vào thang máy, họ không tin vào sự chỉ dẫn của thông báo, họ làm theo sức và trí khôn suy luận của họ. Họ đã thất bại. Những ai cố gắng bởi sức mình để leo lên những nấc thang tự cứu rỗi, những ai tự hào về những thành tích công đức đáng kể, nhưng so với chuẩn mực toàn hảo tuyệt đối của thiên đàng của Đức Chúa Trời, thì cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, thiên đàng vẫn xa tít dịu vời. Chúa Giêsu phán, hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà có sự sống đời đời. Bạn có tin không? Tôi nhớ lúc còn nhỏ có đọc quyển hồi ký Babylon, người tù khổ sai của Henry Charry. Trong đó có đoạn kể chuyện hai tù nhân trên chặng đường vượt ngục. Thình lình một người bị lọt xuống một vùng sình lầy cát lún. Sình bám chắc cho đến độ không thể rút chân lên được. Cát lại lún và lôi anh xuống dần. Ban đầu người ấy cố gắng vùng vẫy, mong thoát ra khỏi vũng sình lớn đó, nhưng càng vùng vẫy anh càng bị lún sâu hơn, mau hơn. Anh hoảng sợ đứng yên, nhưng sức nặng của thân thể vẫn lôi anh xuống từ từ, từ từ. Tác giả mô tả vẻ nét mặt tuyệt vọng hãi hùng của nạn nhân và cảnh lặng người khiếp đảm bất lực trước cái chết của người bạn đồng hành. Câu chuyện ghi lại cảnh bi thảm, tiếng kêu la tắt liệm khi nạn nhân bị lún chìm đến mũi, chỉ còn lại ánh mắt kinh hoàng, rồi trên mặt sình chỉ còn thấy những sợi tóc bay bay. Câu chuyện bi thương trên khiến tôi liên tưởng đến thân phận con người trong cõi nhân sinh. Cả thiên hạ này đều đang lún trong vũng sình tội lỗi. Người thì đang vùng vẫy tưởng có thể tự cứu lấy mình. Người thì lo nghiên cứu và chỉ dẫn người khác các phương pháp tự cứu, trong khi anh ta không thể tự cứu mình được. Một số người chỉ lo bắt ốc mò cua, không quan tâm đến hay thờ ơ bất chấp điều gì đang xảy đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, hoặc nhanh hoặc từ từ, mỗi người vẫn đang lún xuống. Lời khẳng định sau cùng là không ai tình cờ đến được thiên đàng.
Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những người có chuẩn bị đến ở. Muốn về thiên đàng mà không theo sự chỉ dẫn của người chủ của thiên đàng, bạn có bị mất trí hay chăng? Chẳng lẽ chúng ta bươn chải cho đời sống tạm ở thế gian mà không dành một nỗ lực nào cả cho tương lai ở thiên đàng hay sao? Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban cho quý vị có sự phân định giữa cuộc sống tạm bợ và đời đời mà sử dụng nỗ lực của mình đúng mục đích tối thượng. Amen. Tôi xin chấm dứt phần trình bày tại đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp theo là những sinh hoạt vừa qua của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Với diễn giả là mục sư Trần Mạnh Hùng từ Berlin, Đức Quốc và mục sư Tâm Võ từ Florida, Hoa Kỳ, chương trình truyền giảng hàng tuần trên Zoom Niềm tin và cuộc sống vào mỗi thứ Bảy, 9 giờ sáng tại Hoa Kỳ, tức 8 giờ tối tại Việt Nam, thu hút trên 300 khán thính giả người Việt từ 13 quốc gia như Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Úc, Nga, Canada, Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình này còn được livestream trên Facebook với khoảng 1.300 người theo dõi. Đặt nền tảng niềm tin nơi tin lành của Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, Nissi Center được thành lập bởi những con người đã hoàn toàn chiến thắng trong hành trình cai nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Bằng tình yêu thương và sự cảm thông, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đã yểm trợ một phần nhỏ để giúp ban lãnh đạo có phương tiện hướng dẫn những người nghiện đến một lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội, trở thành niềm vui lớn cho gia đình và những người xung quanh, đặc biệt trở thành một cơ đốc nhân. Hiện nay có tất cả 7 trung tâm Nissi với khoảng 170 thanh niên. Họ sẽ trở thành những cơ đốc nhân hữu dụng trong sứ mạng rao giảng tin lành cho muôn dân. Quyển sách thần kỳ là sách học kinh thánh dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi, kèm theo các bộ phim hoạt hình 3D đính kèm bộ giáo trình hỗ trợ giáo viên và hội thánh. Sứ mạng của quyển sách thần kỳ là phục vụ, trang bị và truyền cảm hứng cho hội thánh địa phương ra đời lớp học thiếu nhi tốt nhất trong công tác tiếp cận và môn đồ hóa thiếu nhi. Vì tài chính giới hạn, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam hiện nay chỉ giúp được 25 hội thánh tại Việt Nam nhận bộ phim hoạt hình và bộ giáo trình để hỗ trợ giáo viên của hội thánh. Chương trình Tôn Vinh Chúa tại khu Thương Xá Eden là một mục vụ mới lạ và thành công của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Mỗi tháng một lần vào trưa thứ Bảy, ban Edenka có mặt vừa tôn vinh Chúa, vừa phân phát các tờ flyer chứng đạo cho người đồng hương đi mua sắm tại thương xá này. Nhiều cơ đốc nhân từ xa đến vùng này rất vui mừng và cảm động khi nghe những bài thánh ca quen thuộc vang lên giữa chợ đời, dưới bầu trời trong sáng của vùng thủ đô Hoa Kỳ. Mỗi lần như vậy, trung tâm phân phát khoảng 200 tờ truyền đạo đơn. Thưa quý vị, công tác truyền giáo là sứ mệnh của mỗi cơ đốc nhân chúng ta, cũng là sứ mệnh cốt lõi của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Chắc chắn là kết quả sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn khi có sự tiếp tay của quý vị. Thật mong lắm thay. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên xin tạm chấm dứt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ an khang, thịnh vượng trong vòng tay thương yêu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Kính chào quý vị. Kính chúc quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2020 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com.
Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.